tại chung cư Bình Phú ở phường Vĩnh Hòa, từ tầng 1 đến tầng 5, tất cả các ban công đều được rào bằng khung sắt nhô hẳn ra phía ngoài. Nhà này làm được thì nhà khác làm theo. Cục nóng điều hòa cũng được người dân gắn tạm bỡ phía ngoài tường, gắn trên hai thanh sắt mỏng manh, đã khiến cho những gia đình sống ở tầng dưới nơm nớp lo sợ. Còn tại chung cư Vĩnh Phước ở phường Vĩnh Phước, hầu hết các hộ đã cơi nới ban công thành những chuồng cọp nhô ra ngoài đến cả mét để phơi quần áo, trồng hoa, cây cảnh. Và nhiều chuồng cọp đã xuất hiện gỉ sét, có nguy cơ bị đổ sập xuống, nhất là khi có gió bão mạnh. Khi việc cơi nới không được kịp thời ngăn chặn và xử lý, nên ngay cả ở những chung cư mới như chung cư Lê Hồng Phong ở phường Phước Hải, một số hộ dân cũng tự tiện cơi nới để mở rộng không gian và cho rằng là để chống trộm. Kết cấu an toàn là cái vấn đề thẩm mỹ thì nó đều sẽ có một số phát sinh. Tôi nới ra nó sẽ không theo cái thiết kế ban đầu của nhà thiết kế và của chủ đầu tư, cho nên nó sẽ tạo ra cái tính lộn xộn cho công trình đó và làm cho nó xấu đi cái mỹ chung của ban công trình. Nó hoàn toàn có khả năng rơi rớt và nó sẽ có khả năng bung ra. Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy khu vực Nha Trang cho rằng việc làm này là tác nhân gây mất an toàn và khuyến cáo bà con nên chấm dứt việc cơi nới. Nếu chẳng may căn hộ chung cư xảy ra hỏa hoạn thì lực lượng chữa cháy cứu nạn sẽ không thể tiếp cận căn hộ kịp thời vì vấp phải chuồng cọp kiên cố. Để khắc phục tình trạng trên, sắp tới Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy khu vực Nha Trang sẽ tiến hành kiểm tra các chung cư. Nếu vi phạm các quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy thì đơn vị sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo quy định hiện hành.